Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của chương trình Vision News và đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới một cái căn bệnh rất thông thường nhưng mà nhiều người mắc phải, và đó là một căn bệnh hay lây, đó là viêm gan C, tiếng Anh gọi là Hepatitis C. Thưa quý vị, hiện nay đang có nguy cơ, phải là nguy cơ nhưng mà đang có khuynh hướng, và một cái số người ít nhất là 2.600 người ở trên phía thành phố Tacoma của Seattle, tức là khu vực Tacoma của thành phố Seattle của tiểu bang Washington DC đang có thể phải mắc cái bệnh gọi là Hepatitis C. Tại sao lại mắc cái bệnh này thưa quý vị? Sở dĩ họ phải mắc cái bệnh này thì tại vì thưa quý vị, ở trong cái bệnh viện của một bệnh viện ở ngay Tacoma của thành phố Seattle đã có một cái người nữ y tá làm việc trong phòng cấp cứu từ ngày 4 tháng 8 năm 2017 và cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2018. Trong cái thời gian này thì người y tá này đã ăn cắp cái thuốc ma túy. Thưa quý vị, bởi vì cô ta làm phòng mổ và trong phòng mổ thì người ta sử dụng những cái ma túy rất nhiều để gây mê cho các bệnh nhân. Và vì vậy cho nên cô là người y tá làm trong phòng gây mê, cô đã ăn cắp những cái thứ thuốc này để mà chích cho cô, để thỏa mãn cái sự ghiền của cô. Và khi cô chích cho cô xong thì cô mới chích một nửa thôi, hoặc là chích một phần thôi, rồi cô hòa nước vào và chích tiếp cho người bệnh. Làm như vậy thì cô tránh được cái việc là kêu lấy một cái kim mới và mất kim thì chính phủ sẽ biết, phòng cấp cứu sẽ biết, và vì vậy cho nên gây ra tai hại cho cô. Do đó thì cô đã, sau khi chích cô xong thì cô làm như là cái kim nó còn mới, cô để lại như cũ cả cái ống chích, bởi vì cô chỉ chích một phần mà thôi, rồi sau đó cô chích tiếp cho tất cả những người bệnh ở trong phòng mổ và phòng cấp cứu. Và cái việc này đã làm cho hai người đàn ông, hai người bệnh nhân ở trong phòng cấp cứu trong cái thời gian mà cô làm việc đó bị Hepatitis C, tức là một cái bệnh liên quan qua đường máu. Bởi vì cái người nữ y tá ăn cắp này có bệnh Hepatitis C cho nên bệnh đã lan truyền qua hai người bệnh nhân nói trên. Và người ta ước tính rằng ít nhất có 2.600 bệnh nhân đã đi qua cái phòng mà cô làm việc từ trong cái thời gian mà cô làm việc tại nơi đây, tức là từ 4 tháng 8 2017 cho đến 23 tháng 3 năm 2018. Và họ đang thông báo cho những người này đến để được thử máu và sau đó có biện pháp chữa trị cũng như phòng ngừa những cái tai biến xảy ra, thưa quý vị. Lại một bản tin liên quan đến cái vấn đề nhức nhối của những người tài xế lái xe Uber. Quý vị biết Uber là một cái hãng taxi mà đã được nổi rộ lên trong thời gian vừa qua. Hiện bây giờ thì thưa quý vị, cái số tiền thu nhập của Uber trên toàn thế giới họ thu về như vậy là khoảng 70 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và như vậy thì họ đang là hoạt động tại trên 630 cái thành phố trên toàn thế giới. Mỗi một ngày đó, Uber cung cấp 15 triệu cái chuyến xe để chở khách hàng. Người thấy là cái hãng này họ làm ăn rất là lớn. Vì vậy cho nên cái tiếng tăm của họ thì cũng rất là nổi. Tuy nhiên về cái tai tiếng cũng rất là nhiều. Ngày hôm nay CNN đưa ra một cái bản phóng sự, một cái bản tin phóng sự. Họ đã theo dõi rất là lâu và họ đưa ra cái bản tin ngày hôm nay cho biết là ít nhất đã có 103 hành khách ở trên nước Mỹ đó đã đưa ra cái lời complain, tức là phàn nàn là họ đã bị abuse, tức là bị ngược đãi cũng như là bị tấn công tình dục và kể cả hiếp dâm bởi những người lái xe taxi Uber. Cái case điển hình người ta đưa ra đó là một cái người tài xế taxi năm nay 54 tuổi có tên là John David Sanchez. Người đàn ông này ở tại San Diego của California, vào một cái ngày tối hôm đó thì một cô gái trẻ tuổi thôi sau khi đi bar ra thì cũng đã rất là say khướt và đã lên chiếc xe taxi của người này. Xe Uber. Cái người phụ nữ này đã rất là uống rượu rất nhiều cho nên là vẫn thường xuyên yêu cầu người tài xế Uber này đó là phải ngừng xe để cổ phải ói ra ngoài, chứ nếu không họ sẽ ói lên xe. Thì khi mà thấy cái người khách hàng của mình say như vậy đó thì cuối cùng cảnh sát được gọi tới bởi cái cô gái này, và họ tới thì cô này đã bị cái anh chàng Sanchez này hãm hiếp, tại vì thấy rằng là cô này đã say khướt, khó có từ chối được. Thành ra là cô này đã bị hãm hiếp
Rồi sau đó cảnh sát đã bắt được cái người đàn ông này, và khi lục lại hồ sơ và coi trong những cái laptop thì họ mới find out ra thêm là những cái hành động của người tài xế này đã được thu video lại và lưu giữ trong cái laptop của người đàn ông này, người tài xế này, kể cả từ 5 năm trước đây. Thì sau đó người đàn ông này đã bị phát giác là đã từng hiếp dâm nhiều cô gái trẻ khác, cũng là khách hàng của người này. Và tổng cộng là có 33 trường hợp mà anh chàng này đã có những hành động mà tấn công tình dục đối khách hàng của mình. Thì bây giờ cái người đàn ông này đã bị kêu án là 80 năm tù giam. Thì từ đó họ mới đưa ra một cái khẳng định là bây giờ phải có một cái hành động nào đó để đưa ra cái luật để mà có thể bảo vệ cho khách hàng của Uber. Chứ nếu không đó là rất là nguy hiểm, tại vì có những cái nơi mà hãng Uber họ điều tra về lý lịch rất là sơ sài để mà họ nhận làm việc cho Uber, thì đó là một cái vấn nạn mà có nhiều người có những cái background rất là xấu mà họ không biết được, thì họ vẫn nhận để làm việc cho họ, thành ra đã xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc này, anh Ramka. Vâng. Và thưa quý vị, câu chuyện kể là câu chuyện xảy ra ở tiểu bang Nevada với một cái em bé có tên là Ivanka. Em bé này mắc một chứng bệnh rất là đặc biệt, cơ thể của em nổi lên những cái nhọt nước rất là nguy hiểm và làm em đau đớn suốt ngày. Bởi vậy cho nên em rất là buồn, và cái việc này khiến cha mẹ rất lo lắng. Họ đưa đi bác sĩ thì bác sĩ cũng không có chữa được bao nhiêu, và họ nói rằng bây giờ chỉ có việc chữa được triệu chứng mà thôi, và chờ đến khi một lúc nào đó thì con virus này nó có thể rằng nó sẽ bị bởi những cái kêu là những cái antibody ở trong kháng thể ở trong cơ thể em bé nổi lên, rồi khi đó nó mới có thể lành được. Thì mẹ em rất là buồn, tuy nhiên thì biết rằng em là một cái đứa trẻ luôn luôn năng động và vui vẻ mặc dù đang có bệnh tật hành thì mẹ em mới là liên lạc với một cái hội gọi là Make a Wish, tức là làm để một điều ước. Thì hỏi em, cái hội này hỏi em rằng muốn làm một điều ước gì. Em mới ước được ba điều. Thứ nhất là thưa quý vị, shopping, rồi mua được dạ mình có thể trở thành ra một cái người kêu là người dơi. Và thứ ba nữa là có một chiếc xe người dơi. Thì Make a Wish họ làm cái điều ước đó được rất là dễ dàng, vì họ có những cái tài trợ của những cái người ủng hộ và nhà từ thiện. Thì em được cung cấp một chuyến limousine đi shopping, và sau khi shopping thì em shop được một cái chiếc xe dành riêng cho cái nhân vật mà em yêu thích, đó là người dơi. Và đó là câu chuyện mà người mẹ rất là thích thú. Đây là chiếc xe mà họ tặng cho em để làm có thể đóng vai người dơi, lái chiếc xe này đi kêu là có những hành động nghĩa hiệp. Thì đây là câu chuyện xảy ra cho một cái em bé mà mắc bệnh nan y, nhưng mà được cái hội Make a Wish làm cho những cái ước mơ của em trở thành ra một sự thật, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp liên quan đến một cái sản phẩm của Amazon, đó là Alexa. Chắc có lẽ quý vị cũng đã nghe qua một cái sản phẩm này có tên là Echo. Và cái cách sử dụng của nó thì quý vị nếu mà đã từng xài qua đó thì sẽ thấy nó cũng rất là hữu hiệu. Khi mà chỉ cần nói thôi, ra lệnh bằng tiếng nói, thì cái Echo đó nó sẽ phục vụ cho cái chủ nhân của nó. Chẳng hạn như quý vị có thể có một cái Echo và quý vị có thể muốn nghe đài radio chẳng hạn, thì quý vị chỉ cần ra lệnh thôi thì nó sẽ bật sang cho quý vị nghe. Và bây giờ đó thì đối với lại trẻ em đó, hãng Amazon này đưa ra một cái thống kê và cho thấy là họ đã thành công rất là lớn khi mà họ chuyển sang những cái cách để phục vụ cho trẻ em. Mới đây thì thưa quý vị, cái hãng Amazon này cho biết là họ đã vừa mới đưa ra một cái sản phẩm gọi là spill proof, tức là đối với trẻ em đó thì trẻ em hay ăn uống nó hay nhiễu nhão, thành ra cái Echo hiện tại đó nó không có cái vấn đề mà để cover, để mà chống trường hợp bị nước vô. Nhưng mà cái mới đây đó thì nó có thể nó chống được cái đó, tức là không có bị nước vô, và dĩ nhiên cái giá của nó cũng sẽ đặc biệt hơn một chút xíu. Và ngoài ra thì Amazon cái Echo này, cái Alexa này cũng được thay đổi theo nhiều hình thức khác nhau, cũng như là màu sắc thì bắt mắt hơn để cho trẻ em thích. Và ngoài ra thì họ bây giờ họ đưa ra những cái chương trình chẳng hạn như là quý vị có thể mua $2.99 cho một tháng để rồi phục vụ cho các cái con em của mình. Nếu mà con em của quý vị có bất cứ một câu hỏi gì liên quan đến về vấn đề chẳng hạn như là bất cứ câu hỏi gì chẳng hạn như là 3 cộng 7 là mấy, thì cái máy này nó cũng đều trả lời cho cái đứa bé đó. Và ngoài ra thì có những cái music cũng như là stories
tức là nhạc các em thích cũng có thể ra lệnh cho nó mở nhạc lên, rồi đọc truyện cho các em nghe cũng có, và ngoài ra cũng có thể về vấn đề game service chỉ có 2.99 đồng một tháng mà thôi. Thì đây là một số những cái điều mà bây giờ hãng Amazon vừa mới công bố, đặc biệt là cái Echo mới bây giờ đó, nó có cái waterproof, tức là cái spillproof, và đồng thời cái màu sắc nó sẽ có nhiều màu hơn, màu đỏ, màu xanh, màu vàng để cho các em thích. Thì với cái lời khẳng định của Amazon, đây là một cái khoa học kỹ thuật mà có thể giúp cho trẻ em trên cái bước tiến đường, có thể tiến thân, có thể học hỏi thêm nhiều nữa khi mà họ bé nó càng ngày nó càng lớn, nó càng học một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn, thì sẽ giúp ích cho cái cuộc sống của cái đứa bé đó trong tương lai, anh Phạm Ca. À, vâng. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi đã chấm dứt chương trình Fisher News ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp cũng trên làn sóng này. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.